Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đã là ngày 30 tháng 1, tức là ngày 25 Tết âm lịch. Mình làm cái video clip này để chia sẻ cùng với mọi người về một cái kỹ thuật. Nếu các bạn chơi lan, yêu lan thì mình nghĩ là nên biết một chút. Đó chính là cái kỹ thuật là kích kỳ, hay còn gọi một cái khác là kích mầm gốc cho cái dòng lan thân thòng. Đấy. Tại sao lại chúng ta chọn thời điểm này để kích? Xin thưa với các bạn rằng là cái cây trồng, đặc biệt là trong cái nông nghiệp, thì nó có mùa vụ của nó. Thế thì là đối với cây lan thì sau cái thời gian nghỉ thì thời điểm này nó chính thức bắt đầu là thức giấc, bắt đầu là bước vào mùa sinh trưởng của nó. Thế cho nên là đây chính là cái thời điểm là tuyệt vời nhất để chúng ta bắt đầu tiến hành kích kỳ, để làm sao đó khi nó mọc mầm lên, nó bước vào cái mùa sinh trưởng để là nó phát triển là nhanh, phát triển khỏe mạnh. Thực ra cái thời gian kích kỳ thì nó cũng người ta tiến hành là cũng gần như là quanh năm, trừ cái thời điểm nó nghỉ thôi. Đấy, nhưng mà là theo mình thì là cứ nên bắt đầu từ đầu mùa sinh trưởng, nó là cái điều tốt nhất. Thế và cái tại sao cái thời điểm này, vì rằng là đây chính là cái thời điểm là tiết khí nó tốt nhất, là trong cái khoảng bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 âm lịch, tức là ngày 20 Tết đấy, đến tầm khoảng ngày, nó dao động trong vòng khoảng 10 ngày. Đấy, đây là cái thời điểm mà tại sao lấy cái mốc đó, nó chính là cái tiết khí giữa cái thời điểm là đại hàn và lập xuân, là cái thời điểm mà người ta có thể là bắt đầu một cái vụ mùa nông nghiệp mới, chẳng hạn như là gieo mạ để bắt đầu cho vụ đông xuân đó, hay là xuân hè gì đấy. Đấy, cái mùa này mình không rõ lắm, nhưng bắt đầu gieo mạ để chuẩn bị cấy. Thế thì đây cũng chính là thời điểm để chúng ta là tiến hành là kích cho cái dòng lan thân thòng nó nảy mầm để là nó sinh trưởng. Thế thì câu hỏi đặt ra là nếu mình không kích thì có được không? Thì tất nhiên là được, vì là tất cả các cái loại cây thì nó thuận theo lẽ tự nhiên. Em vì tất cả cái loài thực vật nó thuận theo lẽ tự nhiên, nói chung là không có gì tốt bằng để tự nhiên cả. Thế tuy nhiên rằng là nếu mà trong cái việc là chăm sóc theo cái suy nghĩ chủ quan của mình ấy, thì nó cũng có tính hai mặt ấy, nó cũng có cái tốt nhưng mà nó cũng có những cái là không được tốt lắm. Đây, ví dụ chẳng hạn như là nếu để tự nhiên thì nó sẽ mọc không đều đâu, có cái lên trước, có cái lên sau. Thế nhưng mà nếu mình kích ấy, thì cái mầm gốc của nó sẽ lên rất là đều cùng một thời điểm luôn. Thế thì nó sẽ tiện cho cái việc là chăm sóc, để không có những cái mà là cái thân thì rất là tốt, mà có thân thì nó rất là quài cọc. Bởi vì thường thường là trong cái chọn lọc tự nhiên đấy, cái thân nào mà nó khỏe mạnh ấy thì nó sẽ cứ thế là cứ lớn lên, còn những cái thân nào mà nó quài cọc ấy nó sẽ phát triển chậm hơn. Thế thì đấy là một cái mà chúng ta là dùng biện pháp kích kỳ hay không. Thế thì nếu mà ai đó quan tâm thì là mình cũng xin chia sẻ như này. Thứ nhất là đối với các loại phong lan như là phi điệp này, hai là hạc vĩ này, ba là cái long tu này, cái thời điểm sinh trưởng nó gần như là giống nhau, nên là mình có thể là sử dụng cái biện pháp này để là kích mầm gốc lên. Còn nếu không kích thì nó vẫn mọc bình thường. Ví dụ như cái chậu phi điệp của mình này, nó vẫn là mọc mầm bình thường. Đấy, mọi người xem là không cần kích gì, nó vẫn lên mầm bình thường này. Đấy, hai mầm. Đấy, nó vẫn lên bình thường. Miễn là thời điểm này thì tạo cái môi trường gốc của nó ẩm nên nó sẽ nảy mầm. Đấy, tự nhiên, nảy mầm tự nhiên đấy. Đấy, giống như mình gọi là đi. Có người thì là đẻ thường, có người thì phải mổ, can thiệp. Đây là đẻ thường nha mọi người. Còn cái biện pháp can thiệp mổ đẻ dưới này,
Thế thì mình cũng chia sẻ với mọi người để mọi người là quyết định là xem có nên hay không, và nếu nên thì là thực hiện theo cái cách như này. Chúng ta có thể là dùng Hùng Nguyễn, chế phẩm Hùng Nguyễn hoặc là cái chế phẩm Ki Duy xanh đỏ đều được. Đây là một cái lọ Hùng Nguyễn và một cái chai Ki Duy xanh và Ki Duy đỏ. Thế dùng cái chế phẩm nào cũng được, nhưng với cái điều kiện là các bạn tuân thủ theo đúng. Đấy, nhớ phải tuân thủ đúng, mình xin nhắc lại, phải tuân thủ đúng theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Cái này nó là thuốc cho nên là không thể làm dụng thuốc được, phải dùng đúng liều nó sẽ có tác dụng, nếu dùng quá liều nó sẽ gây tác dụng ngược đấy các bạn. Đấy, thì ở đây thì mình thấy rằng là cái nào nó cũng hiệu quả cả. Thế thì nếu các bạn dùng Ki Duy đỏ ấy, thì chúng ta có thể là bôi trực tiếp, bôi trực tiếp thấm vào cái bông tăm, sau đó thì là mình sẽ chấm chấm vào cái mắt ngủ này này, mình chấm vào cái mắt mắt ngủ, ta chấm bông rồi nhẹ nhàng để chấm, thì nó chỉ còn hơi là ướt ướt thôi, đừng có chấm nhiều quá mà nó sẽ thui chột cái mắt lại luôn, nó không ức chế sinh trưởng, nó không nảy mầm. Còn đối với Ki Duy xanh thì nhà sản xuất người ta khuyên là sẽ pha cái tỷ lệ là 10 ml này. Đấy, với 1 lít nước. Đâu nhỉ? Đó. Ki Duy xanh thì là 10 ml đối với 1 lít nước. Cái bình vàng vàng này là 1 lít rưỡi. Các bạn chỉ cần là pha khoảng 1 lít thôi. Nhưng tùy nha. Tùy để mình là căn tỷ lệ, chứ đấy là với trường hợp mà mình nhiều thì mình mới dùng đến hết 10 ml. Còn không thì chúng ta cứ là 1 ml là chúng ta pha với 100 ml nước. Cứ như thế thôi, mình chia chia ước lượng nha. Vậy ra để nó tránh lãng phí. Đấy, xong vào thì các bạn có thể là phun. Phun. Pha xong rồi phun. Phun nhớ là chỉ phun một lần duy nhất. Đừng có tiếc thuốc mà là phun đi phun lại mấy lần là coi như nó ức chế sinh trưởng lại, mầm không lên đấy. Cái này là mình chính là cái kinh nghiệm xương máu mình đã thử rồi. Ngày trước năm ngoái là cũng có dùng cả Ki Duy đỏ, Ki Duy xanh. Phí quá nên là thôi. Tư duy nhà nông mà. Nên là cứ bôi lấy bôi để vào cuối cùng nó tịt luôn, nó không thèm lên luôn. Đấy là sau này tìm hiểu mới biết là nó ức chế sinh trưởng, nó không thể nảy mầm được. Cho nên là mình chỉ dùng một liều vừa đủ và là phun một lần duy nhất. Đấy, các bạn có thể phun như này là vào gốc này. Phun vào gốc nhé. Đấy. Ẩm thế. Gốc bên này cũng vậy. Đấy, chúng ta phun này. Đấy. Vào gốc thế. Đấy, mình cái thao tác mình chỉ làm đơn giản vậy thôi. Nhưng lưu ý với mọi người một số cái điểm như này. Thứ nhất là những cái nó đã khỏe mạnh rồi. Đấy, ví dụ chẳng hạn như những cái cây như này, thân như này. Đấy, nó khỏe mạnh rồi thì chúng ta là tiến hành kích mầm. Còn những cái em mà lèo tèo như này này thì chúng ta không nên kích. Bởi thực ra nó chưa đủ sức để mà nó mọc đâu, vì là các nó kích thích nảy mầm rất là nhiều. Cho nên mà cây nhỏ nhỏ mà nó mọc lên vài mầm thì không thể nào nó nuôi được. Đấy, cho nên mọi người đừng có, không nên kích vào những cây này cứ để tự nhiên nó lên nảy mầm thôi. Ở những cái giò mà hàng vĩ như này đủ sức rồi tha. Đừng phun lên 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 thân nó mà nó mọc mọc mầm ra hết chứ nó không nở hoa đâu. Đấy, còn những một số giò ấy chả cần phải phun gì, ví dụ không cần phải phun cái gì cả, nó tự lên nảy mầm lên. Đấy. Đây chính là cái mà chúng ta cũng 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 lưu ý, tạo cái môi trường ẩm cho nó là nó cũng lên bình thường à. Đấy. Lên rất khỏe mạnh, mầm rất nhiều luôn. Đây chính là cái giò hoàng phi hạc mà mình cũng đã chia sẻ đây. Toàn bộ đang lên. Đấy. Một cái lưu ý nữa đối với mọi người là sau khi phun kích Ki Duy rồi thì chúng ta phải nhớ là thường xuyên phải tưới giữ ẩm trong cái giá thể này.
chỗ phần gốc của cây để giúp nó có cái môi trường ẩm để nó kích thích nảy mầm. Đấy, nếu chúng ta không 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 mà giữ ẩm cho cái giá thể này thì là nó cũng cũng cho nên là hàng ngày mình phải tưới giữ ẩm cho nó để giúp nó là phát triển khỏe mạnh, nhanh mọc mầm và mầm nó ra nó sẽ tốt. Nhớ là lưu ý những cái cây nhỏ nhỏ này thôi, cứ để mà kệ nó, để sang năm nó khỏe mạnh đã.